Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chào bà con cô bác xa quê. Hôm nay kênh Việt Nam Travel cũng như là Minh Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái hồ Văn Quán ở quận Hà Đông. Hồ này nếu mà Minh Toàn không nhầm thì ngày xưa gọi là hồ Than Thở. Anh, hồ này ngày xưa gọi là hồ Than Thở hay sao anh nhỉ? Cái này ban ngày là không cho đạp vịt đâu anh nhỉ? Buổi tối nhỉ? Và hôm nay cũng là cái ngày mùa hè ở Hà Nội. Nhiệt độ của Hà Đông bây giờ là đang là 33 độ. Mời quý vị và các bạn, bà con cô bác xa gần chúng ta hãy xem qua một số cái hình ảnh của hồ Văn Quán ngày nay nó như thế nào nhé. Yeah.
xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đi một vòng cùng đến mình toàn bằng xe máy nhé, xe máy của Văn Quán hay đó là xe nào đấy. Phía cuối của Hồ Văn Quán là cũng như bạn ở đây có cái nhà hàng Garden, có sân tennis và cầu lông. Đây là cái nhà hàng Garden hay còn gọi là nhà hàng U2, chuyên tổ chức các sự kiện. Và xung quanh Hồ Văn Quán như quý vị và bạn đang thấy đây là các cái hàng nước hàng ra rất là nhiều. Ở đây là giá là 10.000, và đây là có các cái phần thịt và các cái bát nào thích đọc thịt là những người đọc thịt là chúng ta phải mua vé. Chúng ta đang tiến ra cái bờ đường ở giữa hai bờ hồ. Rồi có rất là nhiều cần thịt. Có những cái quán cà phê mọc ven ven hồ rất là mát, tầm nhìn rất là đẹp quý vị bạn. Và xung quanh Hồ Văn Quán này cũng có rất là nhiều nhà hàng. Đây là các cái đường xanh buổi chiều hoặc buổi sáng là họ ra để chụp, ra để chụp và đi bộ. Chúng ta có thể đi ra đường chiến thắng, đường thẳng ra nữa là đường Kim Phúc, chúng ta có thể đi ra đường Nguyễn Khuyến, đi ra đường 19 tháng 5. Và đây là cái trường tiểu học cũng như là trung học cơ sở Văn Mai. Giờ là các cháu chưa được nghỉ hè. Xung quanh Hồ Văn Quán thì cũng có những cái cây che mát rất là nhiều quý vị bạn. Không biết bà con cô bác xa quê thì có ai ở Hồ Văn Quán hay không? Quê chắc nhớ quê hương lắm. Đây các nhà hàng như bạn. Thank you.
bạn đi tầm này là tầm khoảng 4 giờ hơn, 4 giờ chiều. Thành ra cái quán này là nó chưa được sầm uất lắm. Tầm vào tối, chiều tối thì là ở cái quán này nó sẽ sầm uất hơn các bạn. Người dân cũng như là mọi người ra đây đi bộ cũng là phục vụ rất là đông. Thanh niên cũng ra cái bãi ở đây để mà đá cầu với các bạn. Đón xem những cái video mới thú vị hấp dẫn về Hà Nội ngày nay thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh. Đăng ký ở đây là miễn phí quý vị và các bạn nhé. Để thứ nhất là ủng hộ kênh, thứ hai là đón xem những video mới thú vị hấp dẫn của kênh. Và đồng thời quý vị và các bạn hay là bà con cô bác ai mà xa quê ở Hà Nội muốn xem những cái hình ảnh hay video quê hương cũng như là ngôi nhà của mình thì xin hãy bình luận ở dưới video để chúng toàn có thể là có dịp để phục vụ quý vị và bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video tiếp theo.